đi khà, nặc nô na khà. Nhiệt tình và hân hoan, ta cùng chào mừng bạn mới nha. Xin chào, mình là nặc nô, bên thiên thái là mong được giúp đỡ. Qua chỗ mình ngồi hồng, thôi thôi chỗ mình rộng hơn. Được xin được ngồi chỗ đây, con này là hầu vậy. Mình hẹn người kia mất rồi, để tớ bê phụ cậu nha. Sao cầu trời khăn đất, tối nay mưa giông bão tố, khiến cho tụi mày không thể bước chân đi chơi được. Nay trời thật đẹp quá, ôi mình thật xui quá xa. Mưa rồi còn bão xong vậy chẳng không đi được. Thật đáng đời. Ra bức tường này có khả năng biến điều ước thành hiện thực. Sự như vậy sao? Tớ làm gì sai mà cậu tẩy chay tớ? Đến trường là một giấc mơ thì việc bị tẩy chay sẽ biến giấc mơ của người khác thành cơn ác mộng. Vậy nên hãy ngưng nạn tẩy chay đi nhé. May quá, nãy giờ cũng chỉ là mơ thôi. Sadika.